Lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là bốn sự hiểu biết thông suốt. Những gì là bốn? Một là nghĩa hiểu biết thông suốt, hai là pháp hiểu biết thông suốt, ba là từ hiểu biết thông suốt, bốn là biện hiểu biết thông suốt. Thiện hiện bốn sự hiểu biết thông suốt này là dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên biết đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là 18 pháp Phật bất cộng, những gì là 18 nghĩa là các vị như lai ứng tránh đẳng giác bắt đầu từ đêm chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề cho đến đêm nhập vô dư y niết bàn ở trong khoảng thời gian này thường không lầm lỗi không có lời nói hung bạo không mất tránh niệm không các thứ tưởng tâm luôn trong định luôn chọn pháp để xả bỏ ý chí không thối lui tinh tấn không thối lui niệm không lui định không lui tuệ không lui giải thoát trí kiến không lui tất cả